Nam Bộ gió lớn, miền Trung tiếp tục mưa to. Mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Trung khiến cho vùng trũng thấp ở đây có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngày hôm nay 6 tháng 1 ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 7 tháng 1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên cũng giảm dần. Khu vực Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Do tác động của mưa lớn, các khu vực trên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6 tháng 1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Còn tại khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.